Kính thưa ban giám khảo cuộc thi, xin được tự giới thiệu, em tên là Vũ Thị Thanh Trúc, lên đội trưởng trường tiểu học Trần Hưng Đạo, thực hiện công văn số 12 KH/HDD ngày 1 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng đội thị xã Phước Long về việc tham dự cuộc thi video clip thiếu nhi hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Hôm nay tại nơi đây, nhà truyền thống thị xã Phước Long, địa chỉ đỏ của các thế hệ trẻ tìm về để hiểu và tự hào về mảnh đất Phước Long anh hùng. Kính thưa quý ban giám khảo cuộc thi, nhà truyền thống nằm ở vị trí trung tâm thị xã Phước Long, Bình Phước, các điểm du lịch cấp treo núi Bà Rá hơn 1 km. Nhà truyền thống thị xã Phước Long trưng bày nhiều hiện vật lịch sử, là một trong những địa chỉ đỏ giúp người dân trong và ngoài tỉnh Bình Phước hiểu rõ hơn về những chiến công, sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Cuối cùng, em xin thay mặt các bạn nhỏ liên đội trường tiểu học Trần Hưng Đạo, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, chúc cuộc thi video clip thiếu nhi hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2020 thành công tốt đẹp. Trân trọng kính mời quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh đứng lên để chuẩn bị dàn vẽ chào cờ. Đội cao